Chào cả nhà. Hôm nay thì quay lại kênh làng biển của Cẩm thôi. Cứ mỗi đêm tối thì bắt đầu săn bắt hải sản. Tại khu vực cá mùa này thì hải sản nó cũng ít đa dạng hơn rồi. Những con bạch tuộc với lại những con mực nang thì nó cũng không còn nữa để mà săn bắt được nhiều. Vì vậy cá mùa này thì chủ yếu hải sâm gai với lại rêu thì nó mọc lên rất là nhiều luôn. Những hòn đá với lại những cái bọn cá hang á, thì rêu nó đẻ bít lại hết rồi. Vì vậy những lúc mà anh em kiếm hải sản á, nó cũng rất là khó khăn luôn. Thì theo mùa nữa mọi người, các mùa thì rất là ít hải sản, các mùa thì bắt hải sản không có kịp. Vì vậy Tám sẽ quay những video thực tế cho mọi người xem, chứ không phải lúc nào xuống thì hải sản cũng nhiều đâu. Nhiều khi thì anh em đi gần một tiếng cũng chẳng có hải sản gì nhiều. Hy vọng mọi người xem về cũng thông cảm cho. Chứ mua hải sản thì không cần phải đi kiếm, tự nó sẽ gặp thôi. Còn cái mùa này thì đi kiếm mẹ chẳng cũng chẳng thấy đâu. Giờ thì anh em Tám sẽ nghỉ ngơi một chút, khoảng 6 giờ rưỡi thì bắt đầu săn bắt hải sản. Tới cái điểm để mà săn bắt hải sản rồi mọi người. Đây, anh em đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Tám thì cũng chuẩn bị xong hết. Cứ chiều tối thì xuống săn bắt hải sản thôi. Nước tháng này cũng ấm rồi nên cũng đỡ lạnh cho anh em. Hôm nay tầm khoảng 6-7 xả tay thôi. Khu vực này anh em đã tới khu vực rèn lớn rồi. Khu vực rèn lớn này thì nước cực kỳ cạn luôn. Sâu nhất thì khoảng 10-11 xả tay thôi mọi người. Phía trên này là anh Tâm này. Khi mà xuống này anh em xuống rất là khỏe và dễ dàng. Nhưng mà khi lúc lên kéo lên càng nhanh thì anh em càng mệt nha. Còn mà lúc xuống này cứ giảm ép ta thì nó sẽ xuống rơi tự do. Còn lúc mà mình kéo lên kéo nhanh quá thì anh em không kiểm soát được, có khi sẽ nhức trong tay, nên lúc lên rất là nguy hiểm. Nhưng mà nước cạn như thế này thì anh em không có sao đâu. Chỉ sợ nước sâu tầm khoảng 2-30 mét á thì anh em mới sợ thôi. Rồi anh em cũng đáp dạng rồi, giờ thì đi kiếm hải sản để bắt. Ở phía xe hình như là anh hai có một con cá chim kìa mọi người. Rồi xiên trúng nó rồi. Tháng này thì cá nó cũng ít, chủ yếu là nhiều những con cá chim thôi. Vì con cá chim những tháng nhiều thì họ ít bắt, vì vậy que tháng này nó mới còn nhiều nè. Rồi Tám cũng mới xiên được một con. Wow, anh hai xiên lần hai con cá chàm luôn nè. Cá chàm thì chủ yếu làm chẻ với lại phơi khô, chỉ phơi khô ăn cực kỳ ngon luôn. Ở ngoài biển thì anh em Tám cũng chữa cá chàm này lên, sau đó thì chỉ phơi khô để mà chiều chiên ăn đó. Chủ yếu là ăn với cơm buổi chiều cực kỳ ngon. Rồi Tám cũng xiên được một con cá chàm. Vừa nhảy xuống thì chỗ này khá là nhiều cá luôn.
Rồi chỗ này có 3-4 con luôn nè. 8 chủ yếu siêu này cái chèm thôi. Rồi siêu được một con rồi mọi người. Cứ siêu trúng mà nó dậy cực kỳ mạnh nên chạy hết rồi. Con này nữa là tém được 2 con. Đây, cái con ngoài ở phía ngoài tém siêu biết nó không chạy được nên tém mới thẻ nó ra. Đây con siêu đầu tiên này. Gặp 4 con nhưng mà siêu được 2 con thôi. Rồi đây được một con thứ ba luôn này. Con này cũng con cá hang đó nó chạy ra ngoài. Tém siêu trúng nó bị yếu á. Nhưng mà cái chèm không yếu mạnh đâu. Nó chạy cực kỳ nhanh luôn đó. Wow, mọi người thấy không? Những con cái con vừa mới sinh thôi. Li ti lắm tắm đó mọi người. Quá là nhiều luôn. Đây một con cua cấm này. Cua cấm này thì nó sống ở dưới cát nha. Nó lủi cát. Wow, con này chỉ còn có một cái càng. Phía dưới này cũng có cái chèm này. Rồi tám siêu được một con. Cái chèm đồng ánh đèn nó sẽ chạy đi về chuông đi hang sau. Còn một con ốc gì tám không biết luôn nè mọi người. Ốc này nó sẽ ăn những con cuốn neo hoặc là những con bông cà nha. Tám để con ké lại xem nó có bắt con ké không nè. Hình như là nó không có ăn ké đâu. Nó chủ yếu ăn những cái con thân mềm á, như là hải sâm đồ đó mọi người. Rồi tám được một con ốc bàn tay. Tới khu vực dạng lớn này thì ốc bàn tay khá là nhiều. Và chỗ này cũng có một con này, thì đây là 2 con luôn. 2 con nằm sát bên luôn này. 2 con này thì tám cũng kiếm được 40.000 rồi. Tại khu vực này thì hải sâm ga nó không có đâu mọi người, ít lắm. Lâu lắm thì mới được một con đến 2 con. Đây là con cá ngầm san hô. Mọi người để ý các bọn hang rêu khá là nhiều luôn. Cái hang này nhỏ thôi chứ rêu nó cũng ít. Về các những hòn đá to thì rêu nó bít luôn. Không thấy cái hang bên trong luôn mọi người. Rồi tám cũng siêng được con cá này rồi. Cái con cá ngầm san hô này nó cũng có cái gai khó lái ra lắm. Khi bắt thì nó sẽ dưỡng cái gai lên. Rồi cũng bắt được con cá này ra. Cá này ăn cực kỳ ngon nha. Đặc biệt cái gan nó béo vô cùng luôn. Đây phía xe tém gặp một con cá bể clầu nè. Cái bể clầu này ăn ngon lắm mọi người. Chủ yếu là nấu canh chua. Canh chua với dế ăn cực kỳ ngon luôn. Những con cá bể clầu này thì đánh vảy được nha mọi người. Còn cái tươi này đánh vảy ra ăn cá dê nó cực kỳ ngon luôn. Nó thì vảy lý tí lâm tâm thôi. Khi mà đánh dê được thì ăn nguyên con, khỏi bỏ cá dê. Đây là con sẹo biển này, sẹo biển tí hon. Rồi mới nói thì tém được một con hải sâm gai. Con này khá là to luôn. Được 50.000 rồi. Đèn ở phía xe của anh em đó. Khi mà không có hải sản nhiều thì tám sẽ quay mấy anh em đi bắt hải sản này. Đây là lúc tám úp cái đèn lại nha. Khi mà úp đèn lại thì tối đen như mực luôn. Nếu mà không có cái đèn pin dưới nước thì anh em không thấy con gì để bắt đâu. Mọi người thấy ánh đèn phía xe không? Lâu lâu thì mới lấy lên một tí thôi. Nếu mà không có ánh đèn này thì sẽ e những hòn cố to hoặc là dẫm những con gì nguy hiểm lắm. Ủa, phía xe quắt đèn đó mọi người. Không biết là con gì rồi. Tám sẽ đi lại xem sao. Quắt đèn khá là lâu luôn này. Chắc là hải sản to rồi. Tám đi lại này. Giờ thì tám sẽ bật đèn lên. Rồi thì đây là một con cá khá là to luôn. Nó đang chạy lại hướng của tám này. Mọi người thấy không? Bốn anh em đang có bèo lại này. Wow, con cái kẽn nha, cái kẽn sói. Rồi anh hai siêng không được rồi.
Cái kiển đó thì ban đêm nó lanh lắm, mắt nó cực kỳ sáng luôn. Nhưng ban ngày thì nó hơi mờ một tí, tự như là nó bị quán vào mọi người. Nhưng mà ban đêm thì con mắt nó sáng như con mắt của những con mèo á, sáng cực kỳ luôn. Rồi tám được một con cua. Cua này gọi là cua xanh. Và hình như là nó sức hết một cái càng rồi. Không phải là sức đâu, nó đang có mọt ra mọi người. Những con cua này hoặc là những con tôm khi rụng thì nó sẽ mọt ra nha. Chắc là hay phải không mọi người? Nếu mà con người mọt như con cua thì không có bác sĩ rồi, cứ rụng này mọt ra quá là hay luôn. Cái chỗ nào mà nó không ổn định thì cứ bể nó rụng ra, sau đó thì nó mọt lên. Nhưng mà cũng khá là lâu, khoảng hơn một tháng đó. Đây mọi người để ý này, những hòn cố to này toàn đầy rêu không. Những bụi rêu này anh em gọi là rêu cước nha. Rêu cước này thì nó sẽ chui về những cái bụng sâu á, nên hải sản khó tìm kiếm lắm. Hết cái mùa rêu này rau thì sẽ dễ tìm kiếm lại. Cái rêu này khi mà mưa to á, nó sẽ mục ra hết luôn. Chắc là hay. Nếu mà hết cái mùa rêu thì cũng không biết nó đi cái hướng nào luôn. Cứ nhảy xuống đại dương là không thấy rêu này nữa luôn. Hình như là nó bị phân hủy hết rồi. Là tám được một con cá chàm. Và xiên không có trúng. Tưởng là tám gặp một con cá gì, nhưng mà nó chui về hang sâu rồi. Có những cá rêu á, nó lấp lại nên không thấy được. Hình như là con cá thò đó mọi người. Con cá thò khá là to luôn. Rêu như thế này thì anh em bó tay thôi. Chủ yếu để bắt những con nằm ở phía ngoài như thế này. Những hòn trố cao thì nó không có rêu. Những cái bọng và những cái hang á, thì rêu nó sẽ bít lại hết. Là con cá thò ở phía dưới này. Cá thò này ăn ngon lắm. Chiên lên á, cái da nó sẽ săn lại, ăn cực kỳ giòn luôn. Là chỗ này thì anh em cũng đang có đi tới này. Khu vực này thì két với loài rêu. Còn có nhiều hải sản. Cứ đi hàng ngang về mỗi người khoảng 3-4 mét. Đây tám đi phía trước nha. Anh em thì đang đi phía sau này. Tám phía trước để quay cho anh em đi lại chỗ tám. Cái hướng của anh em đi thì đi theo cái hướng nước chảy. Nước chảy như thế nào thì anh em sẽ đi theo hướng nước chảy như thế. Hình như là anh em đang có bắt con gì mọi người, thấy không? Và một hòn cố cũng khá là to này. Để răng lưới ra rồi. Thêm tấm lưới của tám luôn này. Chắc là con gì có giác lì cao. Cũng không biết con gì luôn. Rồi chăng phía này luôn này. Đó là cách anh em tập trung lại bắt hải sản khi mà gặp những con có giác lì cao. Nếu đi thì đi cũng không có được đâu. Cano sẽ dần theo anh em số đông nha. Khi mà anh em quắt đèn, cano sẽ chạy lại xét luôn. Vì vậy anh em đi phía xe sẽ thắng những cái sợi dây. Nhưng mà khi gặp những hải sản giác lì cao này, anh em cũng quá tập trung như thế này để mà bắt đó mọi người. Và phía này là anh Năm này, đang có bắt dê.
không biết để con gì bên trong luôn. Tám thì không thể nào dọa camera vào được vì anh em đang có tập luôn bắt nữa. Tám chỉ đi lại sau để quay cho mọi người xem thôi. Rồi, bây giờ thì anh Năm thọc cái tay vào luôn. Thế này thì anh Hai vẫn tâm. Wow, thì dê lại các con cái bò dép này. Cái bò dép cũng được dê lắm mọi người. Cái này to luôn. Con này tầm khoảng 2kg đó. Giờ tám phần dài xuống để lấy cái vợt này bỏ vào. Wow, thì dê lại anh Hai để chuẩn bị cái vợt sẵn rồi. Wow, nó chạy khá là mạnh luôn. Cái bò dép còn tươi nồi luộc ăn cực kỳ ngon. Cái nẹt nó thì dai với lại thơm. Nhưng mà cái lớp dép của nó cực kỳ cứng luôn. Bây giờ anh Thiện mới đi lại này. Anh Thiện đi phía xe bị thẳng dây á, xong mới tập trung lại cho anh em. Nếu mà anh em bắt đồng vậy á, đi một mình cũng không có được đâu. Chủ yếu là đi thắng dây xong thì đứng lại chỗ đó thôi. Nếu mà không cua lại cho anh em thì chỉ có chờ anh em bắt xong thì mới đi được. Chứ thắng dây thì không làm sao đi. Hình như còn một con nữa mọi người. Có lẽ là chỗ này á, hai con cái bò dép luôn. Khá là may mắn cho anh em rồi. Bò dép này á, bắt cực kỳ lâu luôn. Khi mà nó ở hang sâu á, phải lùa nó ra ngoài. Nhưng mà những con khôn á, nó sẽ chạy vào hang sâu để nép cực kỳ lâu luôn. Không biết bắt con này có được không. Có lẽ nó chui về hang sâu á, anh em để gom lưới lại hết rồi. Rồi cuối cùng cũng được nè, quá là may mắn luôn. Con này trẻ bé luôn mọi người, khá là to. Con này thì đầu video tám cũng giới thiệu cho mọi người xem nè. Wow, tầm khoảng hơn 5kg đó. Cực kỳ to luôn mọi người. Quá là may mắn cho anh em rồi. Chỗ này thì được hai con cái bò dép tầm khoảng 7-8kg. Rồi hải sản của anh em bắt cũng đã xong. Bây giờ thì đi kiếm hải sản khác để mà săn bắt thôi. Đây là cái hòn trố mà anh em bắt được hai con cái bò dép này. Khi mà xong xuôi hết á, mọi người sẽ cầm một cây xương chĩa để mà khỏi bị mắc nha. Cây xương chĩa ai thì từ người đó đi kiếm để mà lấy cầm đi thôi. Dưới hang này tém gặp một con cá chèm. Mùa này thì cá nó cũng ít thôi. May mắn lại còn những con cá chèm này. Không biết bên này có còn không. À, tám thấy một con nữa nhưng mà hơi bị nhỏ một tí. Rồi hết rồi, hết cá rồi. Wow, thêm con cá bét lầu phía xe nữa này. Chỗ này khá là may mắn luôn, được hai con cá bét lầu rồi. Cái này to á, nó cũng được giá tầm khoảng hơn 15.000 một ký. Cái bếp trầu này ban đêm nó cũng lanh nha, con mắt nó cực kỳ sáng luôn. Đây là con cá mèo tiên, còn gọi là cá cánh tiên, gọi là cá sư tử nha. Cái này thì nó sẽ ăn những con cá con. Nó là bé chủ của những hòn trố á, khi mà cái con sinh ra á, một đêm có thể ăn 3-40 con cá con hoặc là 50. Vì vậy những loài này á, để mối đi dẹ cho những con cá con. Rồi hải sản không có nhiều. Anh em thì đang có đi phía xe.
tới giờ lên rồi mọi người. Hải sản thì cũng thưa thớt thôi. Cái mùa rêu này thì mọi người xem cũng thông cảm cho. Thì theo mùa thì hải sản bắt không có kịp. Mùa thì kiếm một con cũng cực kỳ khó khăn. Bây giờ thì lên xem thành quả thôi. Đây, anh hai đang có đu lên này. Hy vọng má anh em cũng nhiều bội thu. Rồi anh em mới lên nè. Được hai con kéo bò dép. Kéo bò dép xanh nha. Hải sản thưa thớt. Rêu rất là nhiều. Đây, hải sản của anh em vừa mới lên nè. Cũng rất là thưa thớt luôn. May mắn là được hai con kéo bò dép đó mọi người. Đây, cái bể cầu. Cái bể cầu này thì đánh vẫy ra em cũng rất là ngon luôn. Đây, cũng được một con mực nang nè. May mắn là còn lõi con mực nang. Cái mực nang mùa này ốm lắm. Nó cũng già đi rồi nên rất là ốm luôn. Cái mùa mực nang thì con này tầm khoảng hơn 6 kg á, nhưng cái mùa này thì tầm khoảng 4 kg mấy thôi. Đây là ốc bàn tay này, ké thì ít thôi. Rồi có lẽ video cũng tạm dừng tại đây. Cái bò dép này. Đây mọi người. Được con mực lá này, mực ống đó. Rồi, hải sản thì cũng thưa thớt thôi.